Tại sao cái tóc của chị nào mới đi cắt nó, tôi nghe coi. Đây là Vivi nha cả nhà. Hello mọi người. Mọi người ơi, how are you today? Nha, mọi người ơi. Hello mọi người, lại là Vivi đây mọi người ơi. Mọi người ơi, thật sự là hồi bữa giờ Lâm Vivi rủ xả Lâm rất là nhiều cho mọi người. Mọi người biết lý do tại sao không? Lý do là Lâm hẹn Vivi đi cắt tóc mà Lâm không đi cắt tóc. Bây giờ tóc Vivi dài quá trời. Ôi, luôn Vivi, tóc Vivi phải để dài biết sao không? Tại sao? Che cái ráng lại. Đó. Che Vivi rất là duyên luôn. Trời ơi cái miệng. Mô Phật tháng 7 thiệt tài. Chỉ tu 5 phút rồi. Hiện tại nè. Đâu chị Thảo nói sao chị Thảo tính. Ở đây chị Thảo có cây kéo, á quên cây kéo nè ha. Giờ cái rổ luôn. Vậy giờ chị úp lên chị cắt được khỏi tốn tiền đúng không? Chị nói một cái đó cái gì? Cái rổ này chị làm móc lai được luôn á. Ờ móc lai được nè. Giờ mình xỏ tóc vô cái mình lấy cái keo sạch 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 đó, nó gỡ nó ra đẹp. Chị nói một lần nó cái này úp đầu em chị tin không? Cộng về, em úp đi, em úp. Chả em đi. Chị móc chặt chị trả liền. Okay. Em cũng có 100 em trả vậy. Thì ừ, em úp đi mà em không tốn tiền tự nhiên. Em úp nha, chị em lên 2-3 nha. 1-2, giờ úp đầu Gia Hưng nha. Không, Gia Hưng biết gì hết. Úp cho đầu Vivi á. Mẹ ơi. Không có luôn. Chị Thảo trả 100 ngàn liền. Mà trời để cắt tóc nè, nó lại 1 tiếng đi. Không. Tóc dài quá trời luôn nè, không cắt mà tôi đi cắt mình nè. Dạ đúng rồi. Gia Hưng làm gì vậy? Rồi đang dọn dẹp thì hai cái chuẩn kẻ. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ quay xa xa ra. Không, tại cái mic để gần cho nó thu âm cho nó tốt. Mọi người ơi, thật sự là Long quay gần tại vì hả sợ những cái chén của Vivi á mọi người. Cho chị thêm phần nè. Nãy tí tuổi rồi nè thấy. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, quay sát dữ vậy. Hôm nay là một ngày ký sự là quay tháng bữa. Cái gì vậy? Trời ơi, cái thằng này. Ê, Quang này thiệt á. Xe để Gia Hưng để cho anh Quang làm vậy vậy. Gia Hưng đang làm mỗi bể xe đó mẹ. Gia Hưng làm gì đi, Gia Hưng phải có phản ứng gì đi chứ. Nhị. Chạy lao trước chị ơi. Ủa Gia Hưng. Bây giờ bán vắng. Lâu rồi. Lâu để làm gì vậy? Lao cho nó sạch sẽ. Rồi bây giờ ra đây Gia Hưng nói cho. Bây giờ là hiện tại xe cách đây nhé. Giờ hiện tại là xe cái viên 8 giờ mấy nha nè. Coi cái xe này nó cũng gần ấy giá 7% hả? Trời ơi bây giờ làm cái gì đây phải. Gặp Lâm là Lâm quăng cái viên làm phi tiêu rồi đó. Là anh Quang anh đâu có dám anh làm rồi. Hỏi nó ra quá hả? Trời ơi gì đó. Quên tắt ga hả? Quên tắt ga. Ủa chị Thảo chi mấy phần rồi? Thông cảm cho Gia Hưng nha. Ở nhà cứ làm đi, không sao đâu. Cái nút đó, lúc mà em đi Noel kìa, thì cái chị trời lạnh mà đẹp lắm chị ơi, em đánh nền nó không chảy một miếng nền của em ra luôn. Xa ra bé, xa ra. Đúng rồi chị, chị có tin không em lên là đạt em lên cái lúc mà 23 tháng 12, 2018 em thì em đánh cái miếng nền lên hết trời ơi, chị nó không giữ một ngày. Giữ một ngày luôn chị. Em nhớ em mua ly sữa đậu nành uống á, 10 ngàn một ly, em đứng em cầm cái đậu nành em xoa vậy nè. Cho ấm cái tay. Mà đó em ước gì, ở đó em chưa đi Đà Lạt có thì em ước gì em nói chuyện ra khói giống như trong phim Hoàng Cách Cách ngày xưa. Nói chuyện ra khói mà chẳng có ra khói gì đâu. Có khói gì đâu. Đi 4 giờ sáng ra khói. Chị thấy Vivi giống công chúa không? Giống công chúa. Thấy giống công chúa dễ thương á. Giống luôn, dễ thương lắm. Thấy giống công tổng hơn á. Không mà thật sự là ai cũng nói em ở ngoài vậy nên dễ thương hơn trong đời. Đúng rồi, xinh hơn. Nhìn chính mình mà xuất sắc. Con bé nhỏ chị. Bởi vậy nhiều khi á em thấy không xuất sắc là do tại biết sắp hàng YouTube với em đó. Em thấy kinh tượng gì không? Do anh làm hết. Rồi đó, quan sát cái mặt tượng hay thấy mụn hay gì á. Bé nhỏ nhà chị nhất định là đến đây để gặp mà cô Phương chị Vy. Dạ em cảm ơn chị nha. Dạ. Đây. Dạ em cảm ơn gia đình mình nhà đó chứ. Còn hơn một cái gì khác rồi kìa Vy. Bây giờ em mới cái gì của em luôn. Ơ cái gì vậy? Hello. Ôi em hết rồi. Thôi em đi đợi đẳng nha. Không, ngồi đi, ngồi chơi cái. Không, em bắt bạn. Đang quay phim cái đi trời. Không chia sẻ cái vụ mất điện thoại em qua. Ờ, không qua sao vậy? Thôi. Chia sẻ đi sao vậy? Chia sẻ cho mọi người biết đi. Thôi cười lắm anh ơi. Sao? Trời. Ôi kỳ. Trời tự nhiên giờ quay. Hello mọi người nha. Thì hôm nay cuối giờ là xe cá viên chiên của tụi em đã hết rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ra ủng hộ cho tụi em trong suốt thời gian. Vấn đề chính là vấn đề là vấn đề Gia Hưng mất điện thoại á sao đi. Thôi không muốn có là tại vì Gia Hưng mất điện thoại là cái điện thoại đó bằng kẹo á. Gia Hưng lắc lắc có đèn. Gia Hưng nói thiệt đi. Rồi là Gia Hưng bỏ trong túi bị mất rồi hay sao? Thôi đừng có nói. Có sao đâu trời. Kỳ lắm. Ý là nói để mọi người đề phòng cảnh giác. Trời Gia Hưng đâu có bị ai ăn cắp đâu mà ít sợ rồi, đề phòng cảnh giác. Nhiều khi người ta cũng giống Gia Hưng vậy á. Người ta cũng để trong cái túi vậy đó.
Rồi nói chung á là hôm qua em để trong cái túi á, em không biết sao giống như cái túi mình bị cạn á, cái nó trồi lên rồi rớt cái điện thoại em luôn. Thiệt tình là cũng hơi buồn nhưng mà thôi nghĩ thôi kệ đi, giống như là người ta nói của đi thay người á. Em mới mua cái điện thoại đó chưa được, hình như là chưa được 2 tháng. Ê, rồi. Chưa được 3 tháng á, em mới mua hồi tháng 5 á. Mà hôm qua rớt mà em không hay luôn tại lo bán á. Cuối giờ dọn xe cá viên chiên vô rồi á, đẩy xe cá viên chiên vô xong xuôi á. Em vô nhà thì em mới nhớ chực ra cái điện thoại thì nó đã rớt rồi. Đó rồi xong luôn. Nói chung cũng buồn nhưng mà thôi kệ đi, cũ đi thay người mà phải không? Nhiều khi mình mất cái đó nhưng mà mình đỡ được cái mạng của mình. Nhiều khi không mất cái đó mà cái mạng của mình bị gì làm sao. Với lại tháng này là tháng 7 nữa cho nên thôi. Vậy hơn có ghi số điện thoại lên cái máy không? Không, cái đâu có máy. Vậy là sao làm bây sao giờ, người ta biết được? Bây giờ Gia Hưng là đi làm sim lợi. Đi làm sim lợi nhưng mà cái tháng này thì bên Mobi á là sim người ta nói là không có cái sim gọi là sim vật lý, sim địa lý gì đó. Người ta chỉ nói là chỉ có sim e thôi. Sim e là người ta kêu là sim điện tử đó. Là coi như là cái sim đó là người ta xài trên mạng đó. Cho nên là người ta sẽ kích hoạt sim cho Gia Hưng là người ta là lấy lại cái danh bạ cho mình luôn. Rất là hay luôn nha. Đó thì hôm qua mới vừa mất thôi. Thôi kệ đi, đừng nói, nói mất công giờ không buồn. Buồn chứ, nói tiếng mà mình không buồn là mình xạo, cũng buồn. Tại buồn là cái công sức Gia Hưng làm á, là cái tiền Gia Hưng để dành mua. Gia Hưng để dành bao lâu để mua được cái điện thoại hả? Gia Hưng để dành nó cũng hơi lâu đó. Cái clip đó là làm là được, có đăng cái clip là Gia Hưng làm khách, đi khách mà mới mua đủ tiền mua điện thoại phải không? Trời ơi, nghe nói đi thêm. Nhớ dài quá vậy. Cái đó là Gia Hưng sao là sao chiếc này Gia Hưng định đi làm thêm ông nâng giá lên để cho mau một chút có điện thoại mới. Trời ơi, nâng giá lên cho hỏi. Ví dụ bây giờ nâng giá là em có hai vị khách này nè muốn đi, nhưng mà em hỏi thiệt hai vị khách này có muốn đi em hay không nha. Đâu, là Lâm với Toàn á có muốn đi không? Lâm với Toàn đi rồi mà. Ủa chưa có đi. Đi rồi. Lâm hôm bữa là chỉ sơ sỉa thôi. Nhưng mà Toàn nhưng mà thực chất kìa là Toàn kìa, ví dụ Gia Hưng ngại. Toàn đi là khó tiền lại luôn á. Trời ơi, xét quá vậy trời. Xét quá vậy trời. Ồ, nói chuyện xét quá. Nói chung là thôi, nói chung là bây giờ mọi người nhớ đăng ký kênh của hai anh giùm em nha. Anh Lâm A Vang, Vũ Thu Phương, Cá Viên Chiên và anh Toàn Vlog nha mọi người. Hai ảnh ở ngoài đời rất là dễ thương và đẹp trai luôn. Mà có một người em cua hoài mà không bao giờ dính được đó. Không biết anh suy nghĩ cái gì trong đầu đó. Em thấy giúp là giống như cái cộng đồng LGBT mình càng ngày cũng càng vững mạnh mà tốt mà. Với lại trong cộng đồng LGBT đâu phải Gia ai có thể sao? Mà mình miêu tả cái nét đẹp của cái người mà Gia Hưng thích được không? Cái nét đẹp đó. Nói chung là Gia Hưng không có cầu kỳ, không có lựa chọn. Mà giống như mà một khi mà mình đã ngỏ lời với người ta rồi đó, thấy giống như người ta cũng quay mình nhiều mà mình ngỏ lời, cái người ta từ chối mình nhiều khi cũng hơi buồn. Thôi mà kệ đi, cái tình duyên nó tới thì nó tới, còn nó đi người ta không thích mình thôi. Mình ép người ta cũng đâu có được, đúng không? Người ta có kỳ thị mình hay là người ta không? Em nghĩ là ảnh không kỳ thị, tại vì ảnh đã có cho em ôm nắm tay rồi. Nếu mà có người tới kỳ thị em là cái người ta sẽ nói, đi nha, không biết giỡn nha, quýnh nha. Nhưng mà thực chất ra người ta không có như vậy, là em nghĩ giống như người ta cũng có tình cảm với em một chút. Nhưng mà tại vì người ta nghĩ là em đẻ không được. Em nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà Gia Hưng nghĩ Gia Hưng có thể mẹ ảnh được không? Mẹ không, chắc không được đâu. Không bao giờ được. Bibi đâu? Ủa? Bibi đâu? Đó gì Gia Hưng nghĩ là Gia Hưng bẻ không á. Bẻ anh nó không có được đâu. Cho nên thôi bây giờ thôi kệ, ngậm đắng nuốt cay đi. Ngậm đắng nuốt cay đi. Bây giờ giống như tình duyên tới thì tới, không tới. Yêu được thương được. Ừ. Rồi bây giờ câu đầu câu cuối nha. Em vẫn mong mọi người hãy ra Lan với Phường ủng hộ Cá Viên Chiên giùm em nha. Địa chỉ là 258A Nguyễn Trữ La, phường 8, quận 10 nha mọi người. Thì giống như cô Chức nói, để em học lại cái câu của cô Chức. Sáng có phở nha, chiều có cái gì chi nha. Ra Lan với Phường 258A nha. Thu Phương đi rồi nha, có lát có gì ăn em nha. Không có Thu Phương ăn em nha. Cả Phương ca lại la nha. Con mèo quắc đi nè. Thì bữa nay cô Chức cũng đi Vũng Tàu, Thu Phương cũng đi xô rồi. Nói chung là sớm giờ tình hình cái viên chiên bán cũng lai gai thôi. Tưởng đâu là chậm nhưng mà nhiều khi chắc cũng do cái lượng khách mà ủng hộ thương Thu Phương á. Cho nên đó, người ta kéo ra đây đông lắm rồi. Xe cái viên chiên bắt đầu bơi dần rồi. Đó bây giờ chắc Vivi đang bóc những phần 100 ga, chỉ chừng 1-2 gỗ thôi là hết rồi. Rồi qua cái clip này em cũng xin cảm ơn những vị khách mà thương Thu Phương á, luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Thu Phương. Và nhớ đừng có bỏ Thu Phương và bỏ chị em cộng đồng LGBT ở quán này nha. Nhưng mà người nghe nói sắp tới có chương trình gì ở quán mình không? À, sắp tới là hình như em nghe nói, em cũng xin bật mí là chương trình cũng cốp like á, mà kỳ này là tụi em giả cái câu chuyện mà gì tình người duyên ma của phim Thái Lan á. Hình như em nghe nói đâu là hình như là ai là ma, không biết ai là người ai là ma. Hình như em nghe nói Vivi sẽ là ma nha mọi người. Vivi trong vai con ma cá sấu nha. Vivi đã vậy rồi trong vai ma nó trời, đúng kịch bản luôn. Vì phải không? Chí này tình người duyên ma mày đóng vai ma phải không? Đóng vai công chúa bệnh.
Ủa tình người duyên ma làm có công chúa Bạch Tuyết trời. Trời ơi. Như là do Hân nghĩ là Vivi bị đứt dây thiều nhiều rồi đó. Đó thì đó, em mong mọi người thứ tư này nha, bữa nay là thứ mấy cho chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư tới nữa đó là sẽ hội tụ chị em, là có Thu Phương thì mọi người cũng biết rồi, hình như chắc có sự góp mặt của nữ ca sĩ Diva Minh Tuyết nha mọi người, với lại bé Phú Trường, mà bé cái bé mà mọi người cũng hay cầm lên là khen đẹp á, kỳ trước giả Dương Chi Quân hay gì đó. Mà kỳ này là Gia Hân có làm không? Không, kỳ này Gia Hân không làm, tại vì nói chung là phải túc trực ngay cái xe. Kỳ này Gia Hân đứng dây chai thẳng. Ờ đúng rồi, mình đứng trong đó lắm. Có cái anh đó đó, anh kêu Gia Hân là bữa nào. Vậy có cái anh đó là anh kêu Gia Hân bữa nào ở Trần đi. Ở Trần bận bùa, bận cái yến lên thôi. Thôi rồi Gia Hân nghe Gia Hân hết thôi. Thứ tôi là có lay hả? Cosplay Gia Hân với Vivi không có làm nha mọi người nha. Ủa Vivi có mà. Mặc vậy sao làm á? Không, Gia Hân Vivi đóng vai ma cá sấu. Đúng rồi á. Ma cá sấu là hợp vai, hợp vai. Trong cái tình người mặc đồ luôn mà xả tóc dài ra che mặt. Xả tóc dài giống như là gắn thành anh nghe. Cái gì tóc dài xỏ vô cứ thò cái gì chiên chiên cái tóc luôn được không? Không được, xong rồi nha. Ủa Gia Hân ơi. Sao anh? Hồi nãy Toàn với Lâm với anh cả có ghé thăm gì chứ? Chức đi Vũng Tàu về rồi. Ồ rồi, à đi chức đi về rồi, chắc chân, ngày mai về chức. Chân của dì chức bị sưng lên rồi. Vậy hả? Ủa sao vậy anh? Chắc cũng bơi quá, chắc bơi trời quá. Ơi, dì chức chắc cũng quậy quá. Thôi nói chung là kêu nói chung là dì chức lớn tuổi á, nhiều khi mấy cái đó là sưng phù theo cái dạng nước á. Uống thuốc nhiều quá, cái chân phù theo cái dạng nước, tại Gia Hân cũng có nghe người ta nói là dì chức mập mà không phải thật sự ra dì chức là mập theo cái kiểu dạng mà đều đặn đâu. Ăn nhiều, đúng rồi. Mập theo cái kiểu là dạng mập theo chữ nước á, cái mập đó nguy hiểm lắm. Đó thì nói chung là nhiều khi nói giận lai like thôi, nhưng mà có dì chức ở đây thì cũng vui vẻ này kia kia nọ, nhưng mà con mong cái clip này dì chức có coi chức bớt cái chữ thề đi con. Nhiều khi dì chức chữ thề với con nghe con cũng phản cảm nữa, mà tại vì nói dì chức thì dì chức kệ tao rồi thôi, mất công quá em không dám nói nhiều. Nhưng mà mong gì chức coi cái clip này chức bớt lại thì con nghĩ là trên cộng đồng mạng sẽ thương gì chức nhiều hơn nữa. Đó gì chức đừng có chửi thề, nhiều khi gì chức trời ơi đủ mẹ mày cái lồ má mày kiếm như hôm bữa. Ở bên này tới Gia Hân chửi nè. Tính ra Gia Hân mới chửi luôn á. Tính ra Gia Hân chửi luôn á. Không, em cũng chửi thề nhiều lắm, nhưng mà mình lên clip mình phải đóng vai giả tạo điềm đạm chút. Đó mọi người, mình lên clip mình phải đóng vai giả tạo điềm đạm chút, chứ thật sự ra mà nếu mà em mà quạo lên là em cũng giống như một con chó điên vậy nha mọi người. Bởi vì em cũng nói là có nhiều người bạn nói trời Gia Hân mà quạo lên đừng kiếm chị nha, em giống chó điên quá đừng kiếm chị. Đó nói chung là vậy, thì thôi vui vẻ thôi. Em mong qua cái clip này em mong mọi người hãy ủng hộ kênh anh Toàn Vlog, anh Lama và anh Thu Phương Cái Viên Chiên và anh Hưng Trần Loto GPT với lại anh Đem Chăn Sáng nha mọi người. Đó những anh đó hay quay ở đây lắm. Mọi người cứ ủng hộ mấy ảnh đi rồi ra giao lưu với tụi em nha. Bây giờ em bye bye. Em xin vô dọn dẹp bán nha. Thì bây giờ cũng là 11 giờ mấy, chuẩn bị cái giờ mà BD khởi hành rồi nha mọi người. Là tụi em bán đi xong rồi tụi em sẽ ra quán nước ngồi chơi. Đó em, Vivi, Phi Nhung đồ đó sẽ tụ tập lại quán nước ở đó cái đường Phan Nhân Trị nha mọi người. Đó. Cảm ơn mọi người đã coi clip hai anh nha. Mọi người xem clip mà có ghé ra đó được không? Thôi ra đó đang chị, tối chị em không ngoài. Quay. Thôi ra ngoài chi trời. Có cái gì quay cái đó. Thôi tôi có đâu quay, chỉ là ăn rồi ngồi con nói vậy thôi. Toàn có ra nè, Toàn có ra Toàn biết nè. Khi nào Gia Hân ra Toàn ra đó. Vậy hả? Lúc nào Gia Hân cũng ra á. Nhà nào Gia Hân cũng ra hết á. Cảm ơn nha anh. Dạ, có gì ghé ủng hộ giùm em nha. Đó, đây anh cho em mượn cái. Đây là một vị khách nha, lúc nào cũng ủng hộ cho quán tụi em, thương Thu Phương luôn. Đó, lúc nào cũng ủng hộ nha. Đây là ảnh anh ở đâu? Anh ở Khánh Hòa nha, mọi người chung quê với lại nữ ca sĩ Phi Nhung luôn nha. Cảm ơn anh nhiều nha, đã ủng hộ em nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Thôi em kết thúc clip ở đây, em vô dọn dẹp. Bye bye. Cảm ơn nha, Gia Hân.